Giả sử bạn đang có một số tiền là A đồng, bạn có thể gặp một số tình huống sau đây. Giả sử bạn được cho 9 đồng, rồi bạn được cho thêm 1 đồng nữa. Như vậy, đang từ A đồng, bạn có thêm tổng cộng 9 cộng 1 đồng nữa. Giả sử bạn được tặng 12 đồng, rồi bạn lại cho người khác 2 đồng. Như vậy, từ A đồng, bạn sẽ có thêm 12 trừ 2 đồng. Giả sử bạn cho người khác 8 đồng, rồi bạn cho tiếp đi 2 đồng nữa. Như vậy từ A đồng, bạn đã cho đi tổng cộng 8 cộng 2 đồng. Giả sử bạn cho đi 13 đồng, nhưng bạn lại được tặng 3 đồng. Bạn cho đi nhiều hơn nhận được. Như vậy từ A đồng, bạn đã cho đi 13 trừ 3 đồng. Đây chính là các quy tắc thực hiện tính chất kết hợp của phép tính cộng và trừ, giúp chúng ta tính thuận tiện giá trị của một biểu thức. Thầy Kiên mời các bạn giải một câu đố vui sau đây. Trong một căn phòng có tất cả 16 bóng đèn và tất cả đều sáng. Bây giờ ta tắt đi 9 bóng đèn, rồi tắt tiếp đi 1 bóng đèn. Hỏi trong phòng còn lại bao nhiêu bóng đèn? Bạn hãy comment đáp số của mình ở phía dưới. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ. Đừng quên like page Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.